Ok, Linh Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Đây, cái con motor mà động cơ chân thọt mà tôi nói đây với các bạn ấy, cái kiểu đấu nhá. Các bạn mới vào nghề thì xem là có thể là tham khảo thêm. Xem là tham khảo thêm nhá. Bây giờ tôi sẽ đấu cho các bạn xem. Thì đây, chúng ta có thể là lấy cái đầu dây ra nguồn ở bên phía đằng trong là đầu đầu. Như ở những ở clip trước ấy, tôi nói là bảo những cái đầu nào mà vào trước thì mình cho nó là đầu đầu, mà đầu nào mà vào sau thì nó là đầu cuối. Thì các bạn có thể là lấy ở đầu đầu này làm cái dây để ra nguồn cũng được. Nhưng mà khi các bạn đấu ở đây thì là nó sẽ ra được một đầu đây, thì các bạn lại phải đấu tiến theo cái chiều này nhá các bạn nhá. Đấy. Và tôi thì tôi hay lấy ở phía bên ngoài nó quen rồi. Thì là tôi sẽ lấy cái phần đầu cuối của nó để lôi dây ra nguồn. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu cái pha thứ nhất nha các bạn nhá. Đây tôi lấy cái đầu này đi. Đấy. Mình cạo để mình lôi ra ngoài cho họ. Con động cơ này thì là nó chạy sao nhá các bạn nhá. Sao tí tôi sẽ trụm sao luôn ở bên trong, mà mình chỉ lôi ra 3 giây thôi. Tại vì là động cơ này nó cũng nhỏ mà, nó có 1,5 kW thôi. Rồi ok. Rồi, được cái đầu của pha thứ nhất. Thì đây, nó là ở tổ bối này nhá các bạn nhá. Thì cái đầu còn lại của bối này nó nằm ở phía bên trong. Phía bên trong đây các bạn nhá. Thì các bạn lấy ở bên ngoài thì các bạn lại đấu cho tôi nó chạy tiến theo cái chiều này. Đấy, là lấy ở phía bên ngoài nhá các bạn nhá. Ok, bây giờ sẽ được một cái đầu bên trong này. Nó rất đơn giản thôi. Thì các bạn cứ cách hai đầu ở cùng cái mặt bên trong của nó, mình lối nó lại với nhau, hai đầu là cách hai pha đấy bạn các bạn. Nó là ba pha mà, động cơ ba pha, thì mình cách hai cái đầu còn lại là cách hai cái pha, nó đi bên cạnh ấy. Rồi. Đấy. Xong là đến cái nó được ở cái đầu đây là của cái tổ bối đơn này. Tổ bối đơn là tổ bối 1 mà vào bằng 8 ấy các bạn. Thì mình sẽ được một cái đầu ra ở đây. Đấy, đầu ra của nó nhá. Thì cái phía bên ngoài này các bạn lại cách hai cái. Mũi đốt cách hai cái thì các bạn lại lối nó lại với nhau, trong cách hai mà bên ngoài là cũng cách hai nha các bạn nha. Đấy thì nhiều bạn hỏi vào khi nào mà động cơ mà mình đấu đầu với đầu mà cuối với cuối, thì tôi cũng nói lại với các bạn này, nói rất là nhiều ấy. Đây cách hai đầu đây nha các bạn nhé. Đây là được cuối này, cuối này, cuối nối mới cuối. Rồi mình cứ làm xong một pha đi, xong là tôi nói sau, nói tiếp. Đấy thì lại được ở cái tổ bối đôi này, lại được một cái đầu của cái tổ bối đôi này. Đầu còn lại nó ở đây thì là mình lại sẽ, nó nằm ở phía trong thì lại cách hai đầu nữa, cách hai cái đầu này, cách hai đầu của hai cái pha mà mình chưa đấu ấy, mình nối vào với nhau. Đấy, như vậy là chúng ta đã đấu xong một pha rồi. Con động cơ này là ba pha bốn cực nha các bạn nhé.
3 pha 4 cực thì là mỗi một pha của nó bao gồm có 4 tổ bối dây. Thì đây chúng ta đã liên kết được 4 tổ bối dây lại với nhau rồi. Đây nha các bạn nha, tổ bối thứ nhất này. Đấy, nối lên đây là được, đây là tổ bối thứ hai này, hai tổ bối này. Đấy, xong lại sang đây là tổ bối thứ ba này. Và lối vào đây là tổ bối số 4. Thì được một cái đầu ở đây. Mình gọi là cái đầu ra đây các bạn nhé. Đầu ra của pha thứ nhất thì các bạn bẻ cong nó lên để đánh dấu cho tôi. Để khi mình đấu xong 3 pha thì mình sẽ trụng sao nhé các bạn nhé. Đây đầu thứ nhất này, pha thứ nhất. Bây giờ đến khi mình chọn pha thứ hai. Pha thứ hai thì cũng ở cái lấy ở cái bên ngoài thôi. Mình sẽ cách được một đầu ở đây và mình lấy một đầu. Đây là ba pha số 2 nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn xem clip của Linh Motor thấy nó hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho Linh Motor các bạn nhé. Và khi đăng ký kênh thì các bạn đừng quên nhấn vào cái nút chuông ở phía góc phải bên dưới video ạ. Để khi nào mà tôi làm ra những cái clip như nào mà đăng lên thì các bạn có thể là xem được luôn và tham khảo. Anh em làm lâu rồi, có nhiều kinh nghiệm rồi mà khi xem clip của Linh Motor thì thấy có những cái chỗ nào chưa được thì là có thể là đóng góp ý kiến vào ủng hộ cho Linh Motor các bạn nha, để là tôi sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, làm ra những cái clip cho các bạn nó dễ hiểu. Ok, đấy, cái pha này thì mình cũng tiếp tục như vậy thôi, được một cái đầu đây, nối cách hai cái vẫn cách hai này, mình nối nó lại với nhau. Thì có bạn hỏi là khi nào thì mình đấu đầu mới đầu mà cuối mới cuối, mà hoặc là khi nào thì đấu đầu mới cuối, có nghĩa là cuối của bối thứ nhất này với cả lối với cả đầu của bối thứ tư đấy chẳng hạn ấy. Thì là tôi nói luôn các bạn này, khi mà động cơ của chúng ta nó là cực thật ấy, thì là thường thường cực thật là số cực bằng với cả cái số tổ bối dây ở trong một pha, thì mình sẽ lối là đầu với đầu và cuối với cuối. Còn cực giả, khi chúng ta quấn kiểu cực giả ấy, thì là cái số tổ bối bằng một lửa số cực. Ví dụ như mà động cơ 4 cực như này mà chúng ta quấn cực giả ấy, thì nó chỉ mỗi một pha của nó bao gồm có 2 tổ bối dây thôi, thì nó bằng một nửa cái số cực đấy. Thì là mình sẽ lối là cuối mới cuối, đầu mới cuối, hoặc là cuối mới đầu. Đấy, như vậy nha các bạn nhé. Còn nhiều bạn ấy bảo là thế tại sao mà nhiều người lại họ không hiểu cái chỗ bảo cái động cơ mà tốc độ 2800 vòng phút ấy thì nó lại là đấu vẫn là cuối mới cuối hoặc là đầu mới đầu, thì nó là cực thật nhá các bạn nhá. Tại vì là cái đấy là P bằng 2 thôi. P bằng 2 thì mỗi một pha nó bao gồm 2 tổ bối dây. Thì là nó vẫn là cuối với cuối hoặc là đầu với đầu. Đấy. Tiếp tục vào việc nhá các bạn nhá. Đây, được một cái đầu ra của tổ bối này thì cách hai cái này, cách một, cách hai. Đây, mình lại nối với cái đầu này. Như này cho nó dễ hiểu, chứ còn các bạn những cái quan động cơ đơn giản như thế này thì cũng không cần phải sơ đồ làm gì cho nó phức tạp ra. Đấy, được một cái đầu còn lại của cái tổ bối mà chúng ta vừa nối vào đây ấy, thì lại cách hai cái nữa, nó nằm phía bên trong rồi. Cách hai cái nữa, cách hai là cách hai pha đấy. Khi chúng ta đấu động cơ, những cái con động cơ này thì là mỗi một pha là nó quy định là bao nhiêu tổ bối là nó riêng và nó nằm theo cái quy luật của nó rồi. Mình không thể đấu từ pha nọ mà
đâm vào pha kia được như thế thì động cơ của chúng ta là nó chạy nó sẽ bị gừ mà nó chập, không chạy được. Đây được một cái đầu ra ở đây thì tôi lại bẻ cong nó lên nha các bạn nha. Rồi đến pha thứ ba, pha số 3 ấy thì đây cái pha số 2 đây của mình như vừa đấu xong đây rồi thì được cái lạnh. Các bạn lại cách một cái này ra đây lại nhặt được một đầu nữa, nhặt được một đầu nữa ở đây thì là cái này là mình sẽ lấy làm pha số 3 nhá. Cứ cách một cái mình lại lấy một cái là được một cái đầu của một pha. Đây đến pha số 3. Đấy. Đây lấy cái ngoài thì được cái đầu trong của cái tổ bối mà vừa chúng ta chọn là cái đầu pha số 3 này. Đây chúng ta lại cách hai cái, cách một, cách hai. Đấy các bạn thấy chưa? Nó vẫn là cứ đúng quy luật và đúng trình tự bình thường nha các bạn nha. Đấy, được cái đầu còn lại ở đây, đầu ra của cái tổ bối mà chúng ta vừa lối lại ấy. Đây lại lối mấy thằng này, cách hai cái, 1, 2 này. Nhà hàng xóm đang hát karaoke các bạn, tôi thì vẫn đang làm. Tôi làm buổi tối. Đấy được một cái đầu vào của cái tổ bối mà chúng ta vừa nối ấy, thì lại cách hai. Đấy khi các bạn mà đấu mà thấy nó không đúng trình tự như thế này thì mắt thường mình nhìn đấu từng pha một nha, mắt thường mình nhìn thì sai hay không là mình biết luôn từ khi mà là mình đấu rồi các bạn nhé. Đấy và đến đây là được một cái đầu ra. Đấy thì bây giờ trụm sao là tôi sẽ lối ba cái điểm cuối này lại với nhau các bạn. Tôi lối ba điểm cuối lại với nhau nhá. Và con động cơ này của tôi là nó chạy hình sao. Hình sao nhá các bạn nhá. Là có nghĩa là hình sao là như nào? Hình sao là ba cái pha của mình nó trụm lại như kiểu là cái hình sao ấy các bạn. Còn hình tam giác thì là ba pha của mình là nó lối với nhau thành một cái hình tam giác. Dạng nó như kiểu này này các bạn này, đâu như thế nào nhỉ? Thế nào nhỉ? Tôi tả tay như này. Đây đây đây. Đây đây. Nhưng mà cái này dài quá. À đây 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 đây. Đây hình sao này như thế này này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Là ví dụ đây là ba cái đầu mà mình chọn, đây là ba cái đầu này này. Đấy, là ba cái đầu ngoài này. Của từng pha 1, pha số 1, pha số 2, pha số 3 thì mình lối ba cái điểm cuối này nó lại thì đấy nó ra được một cái hình sao như thế này. À, đấy các bạn thấy không? Còn hình tam giác ấy, thì nó lại như này. Mỗi cái là một pha nhé các bạn nhé. Đây hình tam giác đây. Nó sẽ như thế này. Là cứ đầu cái pha số 1 lối mới cuối pha số 2. Xong lại cuối pha số 2 lối với đầu pha số 3. Mà cái cuối pha số 3 thì lại quay trở lại lối với đầu pha số 1. Đấy, như thế này là chạy tam giác nha các bạn nha.
Rất đơn giản đúng không? Đừng đừng sờ vào rung của bố. Đi ngang rồi. Kệ nó à, bố phải quay ngang chứ, bố quay ngang lên đây để các bạn xem thấy. Có phải là ấy đâu, có phải là quay cái gì đâu, có phải quay người đâu. Chuẩn bị đi ngủ đi, mai con đi học. Rồi á, thế là bây giờ con này của tôi là nó sẽ chạy hình sao nha các bạn nha. Bảo chạy sao với chạy tam giác, chạy sao với tam giác như thế nào thì các bạn cứ hiểu luôn đi, sao là hình sao, còn tam giác là hình tam giác. Hình tam giác như kiểu là ngày xưa mình đi học, cô thầy giáo vẽ, thầy cô giáo vẽ cái hình tam giác lên trên bảng ấy. Đấy, như vậy là tôi đã lối được cái hình sao của tôi rồi các bạn nhá. Đấy, như vậy là tôi đã làm xong con đấu, xong con động cơ này. Thì các bạn xem clip của Linh Motor thấy nó hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ cho Linh Motor nha các bạn nhá. Chúc các bạn thật nhiều tài lộc. Ok.